đời của anh thì anh hãy ngước nhìn về bên ấy, có sao anh nhìn về bên này, có chăng sự tự do anh nói với em không như ý, anh xem em là nơi anh thích thì đến không thì đi đi, anh có bao giờ nghĩ là em đến đâu bao năm tháng, em không hề thăng tranh hay níu kéo anh dù ngờ lời, bởi vì yêu anh thôi nên em đành phải ngập ngừng nấp sau những mong muốn nhất thời của anh. Thank you.